Tôi tự xin giới thiệu, tôi là họ tên Bùi Văn Phớt, trưởng xóm Giang Bái. Hôm nay được là về đây cùng giao lưu với tổ là hát vui tiếng Mường. Tên là Bùi Thị Sàng, xóm Bài Chim, xã Đình Chu, về đây giao lưu hát tiếng Mường với các chú. Thôi bắt đầu là anh xin phép anh hát trước nhé, mình là con trai mà. Mời khi cho là chưa cầm kề nhà trò với ôn đôi nên có nhậu cũng hãy ôn trên phèm các bồ mệt lòng nhà trò tu dùng trượn la nơi đi có ngày ôn chuyện là phèm chú thì cha trình nhà quê là cùng lượng xóm vừa liên là dân là quân có ngày ôn chuyện phèm bố lùng mê lang cho hát dương vậy ôn na đáng ngang chiều này cô ngày ôn ta chuyện là phèm lên đà chưa chuyện na rồi ôn na hạ ở dương hạ đều rồi cũng đi với giờ ôn ơi hôm mà nay nơ rằng hay mơ này được hạt rào liu đừng hạt nơ dùng mà nên ngã cha thương xa rồi được hạt mặn ông thương bàn xa nhà lo lắng đỡ mà dân bụi cơ này hôm nay văn hòa chưa xóm nhà trời phối un đỡ mà gặp nhau ro vầy buồn đỡ sẽ hát là lễ ngã đi đi chợ ran ran nhu đồ ổn khao lại hà có án ngôi đi tôi giàu ổn để ổn là đã chớ chiến thắng được mơ ngay ở thành cổ rơi nể hình nhà ý ngã mơ lầm chợ mơ nô ngà hôm nay gặp các bạn thanh nhà cổ ngất lòng ngay thế phép xong rồi thì mà xe chung lối lên chẳng ra trời thế là nhất chi chợ lắm mà rồi được hạt dùng hàng ngồi ở đi tôi giàu tệ gạt bà quê quán này ngơ hiền lơ là
ôn mình nói hỏi chưa ra đi về nhà lưỡng xóm vợ già đi ngã ơn lo về ôn ơi cảm ơn má thương xóm chính quyền xa rộng cả dân bên hoa trời thế là đông y là lá đời cứ hoa tha cưới cũng đi chơi giờ hồn hỏi tiệp má câu nửa huệ tình hãy đúng ngày ngơ hiên từ con trò phương ngày hai ơi kể gặp mà em cho na hoài thăm má con tuổi giờ đã có người cầm người lao cho ôn mến ngôi đền chưa ra đến nhà họ mỗi phố cùng má con đâu phải ôn ơi cảm ơn má tình cảm giả có cái anh buộc gia đình mà em rơi giỏi hỏi thảm na un đà chưa hỏi rồi tiếp tục hà rơi đi lên thưa dọn thế un đê hoài hết đơn ôm na đại khai cho hình cha mơ hoài em vai làng em làng sầu chứ mình tôi ôn mình đi đi ôn măng rơi khư mà chẳng chẳng dầu ôn yêu nhất sò cho em khá để đi hạ dùng đồ nó mà hương đuổi cơn nề ôn là chẳng ngã chế sầu chữ chế khá đồ tiếp tục hà má đi lên phây dầu thế hồn nhất chi đông ơi đã chẳng hôm mà nay hà trẻ tiếp tục đàng hoàng đi lên ra giỏi ơi làng em làng khó chợ mường cùng ôn đi đến ôn măng phu ê chuồng chàng bà mường anh bà lê răng khó răng nghèo rừng là quê rừng ngơ cơ tạc đây là nhà rồi hơi hình ra giỏi ngã ơi việc cả ni ở việc bổ xóm làng nhưng mà từ chú đàng hoàng phấn hương ro vầy bỏ hà đôn nam ngang anh rồi mày ngã dâu còn cậu tròi đứng ở đâu hắn là trốn ra nền bỏ đôn
khó mình giàu nhờ không phải ở dùng đi đâu là cả trường ro vầy buồn ơi nửa hồn đi đỡ trong đợt ngõ mương chẳng quê sạm qua nề nga vương cuồng bò ra giỏi nga ơi thiện đốt trăng chìn ý mưa lo nhờ ma uốn đi đến uốn phân thượng hãy cô giỏi hà lang uốn mang quỷ cho mang yêu buồn đề an là mang siêu mưa nghìn chẳng giỏi hà ơi tin vui chiến thắng còn ngay chỉ hà uốn người nói có gia đình nhớ phân vui rơi đầu nhưng mỗi hà phi má quốc còn giả nỗi ở đó chung tiếng là chị ra giỏi thạnh nhà niên nam nữ bình quyền như với un hà chẳng hiệp chính quyền mà thường có ngày về thạnh nhà niên mà nam nữ quyền trình hạ chúng mỗi con đường đi lên với giỏi thế là mừng làm mừng nô mừng cô chiến thắng có ngay hôm nay thưa giờ hồn mơ hà nó có ngày ngã hàn lê ngã chờ rắn rắn đổi tiếp tục hà con đi lên về dầu na ơi thế ngã thương ngã du xếp trộn na đi để hỏi thăm bố mẹ gia đình đôi cầu giỏi ngang thế là nhân chỉ ra ồn ơi đời tiếp tục hà rơi đi lên với ồn nhà mình em à quen mà cho đi được hồi sao hẹn mình hờ đi khó quay ngờ lược tiên nã đi dùng chữ gia đình để cảm thấy bạn mình nhà chung thằng có ngày buồn ơi thế à đồng ý nhất chỉ trời thì đi hết lược đun mi ngơ treo khổ quê nga ơi nhà em nhã bọc sầu mình hẹn ủn đi có định phải làm quyền con ủn nga ủn nga ó chế khó chế tình cảm đôi mình ơ thì chúng tôi hãy nga ơ chuyện phép các bạn
chợ ngồi á ni để đồ un á mang hà thi đi chơi quê dậu chị là việc có các bạn đã đi để đôi hà chú xếp đôi lên đi chơi ra giỏi nga lược khi bước khả chợ ra đi chìm hình chẳng có xe mày đi bộ ồn ơi thượng ồn là cam thầy định nó chỉ quyết đỡ chỉ sẽ hỏi càng đỡ đi ra mày thế là xin phép chợ xong rồi ồn à đi dọn hà rồi đi lên nhà phơi ồn à nhà thế à xin đã đứng giờ cửa nhà trùng à vòng ngõ tràn đôi mình đi chơi vơi rồi lược đi xin phép chỗ gia đình đi xa ăn khá nhiều đội mình con gặp nhau xin phép thấy bù mì nhật lòng nhà xin phép đến vừa ủ nhà cũng vui nhà họ gặp bạn chợ lục đi mòn đi đến cửa đình nhà nhà cũng vui bố mẹ vui nhà luôn thế đã má chín vẹp xong rồi đồn tiếp tục ngã thì đi chơi thế là xin phép cái bố mẹ chợt lòng nhà hiện nay cho phép ổn cứ má đi nhà chơi với ổn ơi xin phép má cường thận nhà để ổn lễ mù đôi ở đâu cho em hãy đỡ hầu nỡ để lễ non quả ngỡ đâu để cho hai đua chúng mình đi chơi ra giỏi ngỡ chuyện phép ngã y đà chợ xin ná rồi ồn đi đến chốn nhạy nhưng cứ ngồi tự nhiên cô ngày ồn ơi xin phép má xa cửa cài hở trang xin cả bộ lùng mê lang đi với giỏi thề rằng bộ lùng chợ mê làng trời vui ồn đàng hoàng đi chơi rơi về ồn ơi xin vẹp con áo cả cửa nhà có cảnh nhớ rạc mà xô chú nàng mang yêu nông trời ngã ồn ý xin phép ao cát lược nhà cho đôi cái bàn vừa mới mà gặp nhau đó vậy ao cát ngà thương để đi lược hội tình đổi mình hà đi bộ hay đang đi trên
trời ngao lùng à đâu em đã chưa răng rồi nhà em không phân phân khó chẳng có chê mày mà má cũng đi đó phải hôn ơi thế à bố mẹ để lại cho đôi chân để mặn na un rắn ra đi chơi với đời địa chế nhanh chóng chờ un huê đi trần với cánh ngò xóm láng vui hồn ro về hồn thế hà đi má đi bộ môi đẹp đôi vừa đi vừa ngắm mơ canh đất nước quê ra rồi được khi đi dùng ở chợ ổn na hơi trời xin phép công chạy ản na trang à đi má qua bố lùng chờ bé lang bỏ lệ răng un đi dòng màn hình trang ốp đuôi ra vậy nga xin phép bố lùng mê lang cho đôi em chỉ đang hoang đi chuỗi rồi để hôn nơi còn xin phép con bố đặt mẹ mương cho con đi dòng màn hình vương trong quê con bố mẹ thề rằng thương làm chữ thương á luôn đứa hà đi á dù hà cũng phải vui với giờ ôn hà cha cứa cài rồi ở chàng dễ linh hay dễ xoang hình trang bố trò của ngài ngã việc ni anh ở chợ lùng là ngày đi lừa ca ôn mà na đi khẩu em à thương má đi lược hồi tình để lặng lặng sao em mê đôi đi với anh thế là đi dùng chờ ổn nơi hiện nay các bạn đều ngồi ở lì rồi dầu hôn ơi hà xa qua cái chờ rồi ở trang bể hà chờ nhà mình đi xuống ngày răng đi lên buồn nhà em đương khó khá dài hiện nay xa cửa cửa ngôi ư nì nhà họ đôi chìm đôi mưa để có chuyện xe khách đi qua chẳng nó đi xe mau nó khay sòng trời tình chỉ rồi un khải để son năm bữa bay trăng giỏi ngao vì răng đường khó chờ khá dài đâu đi bố anh vẫn mãi mang thương ro về hôn ơi thương nhau má lòng núi vẫn treo ngàn phong un vẫn cứ lôi ngàn đeo un cũng quá ra mày nga ơi thế là quá khổ ngã mày nổi chớ cũng đeo dù sao
vạn pha cử đeo cung quả thơ dầu hôn ơi còn răng má chi nửa hồi chàng ơi thường cứ cố gắng đồn về nhà để đi thăm cơ ngày nga ơi xin phép đến đà chữ xin rồi ổn tiếp tục hà rơi cùng đi với dầu hôn nhà em má sức tề lãng nó bỏ un đi mãi mà chẳng mắt nó đi rồi nga em nhà mình là mòn chợt lòng lang nhưng mà thiếu tươi nhạy nhà khó khăn bôi bàn ta chờ đến nhà cơm chẳng có rác mà màng thương cơm mà ăn mà rác còn chẳng lo chỉ rồi cho un an đến nhà đi chơi thôi hãy ngã việc chỉ em đã chữ nói rồi nếu un đến cứ vậy ngồi chửi cứ ngày buồn bảy giờ mà khắp đền nhà chưa ùn đi mãi mà măng mua hết trần rơi để nghề nga ơi việc lo em đã chưa lo rồi đỡ tiếp đâu tới nhà em ngồi chơi ngồi chơi mấy ba cào bố về chữ lòng ở nhà vừa con cũng biết có bạn đình má cũng chửi hôm ngày hôm nay bảy giờ đã đến cửa cho nhà chàng ơi răng bảo để ngỡ khuôn nhìn chàng bố em em nhà chưa đến cửa nhà em giờ